Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Điện tử Tuyên Quang. Hôm nay thì mình sẽ test một con đẩy 16 sao San Ken cho anh Phạm Trung Ánh tại khu vực là tại khu vực nào đây để mình xem này. Tại phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình nha các bạn. Với số điện thoại là 1193. Thì với quả này thì anh ý trước đây đã từng đặt mua một cái bộ lõi bên mình rồi. Tuy nhiên thì sau một cái thời gian rất là dài, tức là khoảng 4 năm, thì cái bộ đó ấy, không biết là anh chế cháo như nào, nó đã rất là cũ rồi, tức là một cái những cái mạch rời. Thì anh đã yêu cầu là những cái mạch đó thì mình đã ráp thành một cái âm ly hay một cái cục đẩy. Tuy nhiên là theo cái sau khi mình kiểm tra mạch đó thì chỉ có sò và tụ có thể sử dụng được thôi. Nên là mình đã thêm vỏ này, biến áp, rồi mạch nguồn các thứ mới hết, chỉ có tận dụng lại nhôm và tận dụng lại sò và tụ cho anh ấy thôi, ráp thành có con đẩy như bây giờ cho các bạn thấy. Thì với con đẩy này thì công suất tối đa của nó là 700W nha các bạn nhé. Đấy, 700W nói chung là công suất thực, tức là công suất tiêu thụ điện tối đa của con đẩy này. Thì con này nó sử dụng là mặt đẩy và vỏ là của dạng vỏ âm ly, còn mặt đẩy nha các bạn nhé. Thì tí nữa mình sẽ cho các bạn xem lõi, còn bây giờ thì mình sẽ vặn volume lên để thử ra nhé. Đây, bật lên ấy thì tiếng gió nó thổi rất là ghê. Thì với những con đẩy ấy thì thường chúng ta là phải set up gió cho nó khỏe khỏe chút. Thực ra thế này thì là ban đêm thôi, bây giờ là gần 10 giờ đêm rồi, thì các bạn có thể mới nghe thấy tiếng gió. Còn bình thường ấy thì hát karaoke là chúng ta không nghe thấy tiếng gió đâu. Đấy, bây giờ thì mình sẽ vặn volume lên này. Kênh B nhá, kênh A này. Dạ. Đó, bây giờ thì mình sẽ vặn đều cả hai kênh này này.
ok nha các bạn. Thì mình không có qua một cái gì gọi là chỉnh âm thanh cả. Tất tín hiệu là vào trực tiếp từ cái mạch phát Bluetooth của mình. Đấy. Chứ nó không có qua một cái mixer hay cái gì cả. Nên là không có chỉnh bass check, chưa qua chỉnh bass check thì nhá. Thì nếu mà chúng ta sử dụng qua mixer hoặc qua vang số ấy, thì âm thanh nó sẽ còn hay nữa. Thì các bạn thấy là tiếng trống và check nó rất là rõ luôn, chứ nó không phải chạch 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 chạch. Đấy, giờ mình sẽ tắt nó đi này. Đó. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem cái bên trong của nó nhá. Đây. Con này thì mình chưa có vặn ốc. Thì quay video xong thì mình sẽ vặn ốc và để đi đây. Bên trong của nó như thế này. Thì cái bộ lõi này thì nó gọi là mới lai cũ. Thì có cái tụ và sò. Thì trước đây á mình đã từng làm video cho anh ấy rồi. Là mình đã gửi cho anh ấy là mạch nguồn và mạch công suất. Tuy nhiên ấy thì nó là một loại khác cơ. Thì mạch đấy đã mình bán cho anh từ năm 2018 rồi. Thì sau khi anh độ chế xong thì được vài năm thì nó te tua. Thì mình thấy là nó linh kiện các thứ là nó bị để lâu quá mà không có ráp vào cái chỗ nào ấy, bảo quản tốt nên là nó mục chân hết. Mục mạch in. Nói chung là nó bị oxy hóa các bạn. Linh kiện chân đồng nó oxy hóa nhá, chứ không phải chỉ cứ là linh kiện chân sắt nó mới oxy hóa đâu. Linh kiện chân đồng ấy thì nó bị han xanh, vì trong cái điều kiện là ẩm mốc ấy thì nó cũng bị han xanh và nó bị mòn rồi. Rất là nhiều linh kiện bị như vậy, nên là mình quyết định là tận dụng lại dàn sò và tụ. Đấy, còn đâu là vỏ viết các thứ, mạch nguồn, mạch công suất là mình ráp cho anh mới cứng nhá. Đấy, con này thì quạt kiếp đầy đủ nhá. Mình bật lên cho các bạn xem là quạt nó thổi rất là ghê luôn. Đó. Đây, thì bạn thấy này, mạch công suất thì mình vẫn sử dụng cái mạch công suất điện áp cao 16 sò. Đấy. Mạch nguồn thì mình sử dụng mạch nguồn 4 tụ biến áp xuyến. Thì cái này ấy, tại sao mà mình lại chạy mạch xuyến mà không cứ chạy mạch công nguồn vuông bên mình? Bởi vì là cái này á thì dùng biến áp xuyến mà, nên là nếu mà chạy cái nguồn vuông thì nó hơi kích một chút về đằng trước. Đấy. Thì đằng trước này là lúc đầu là mình tính vỏ ngắn cơ, nên là bây giờ cái này thì hiện tại là vỏ dài, chứ lúc đầu mình tính vỏ ngắn. Nếu mà đo cái kích thước ban đầu ấy thì vỏ ngắn thì nó sẽ hơi kích đằng trước này, nếu mà mình chạy cái mạch nguồn chữ nhật. Đấy, nên là cuối cùng mình đã chuyển sang biến áp xuyến. Thì nhưng mà do là cái lúc đúng lúc lại cái vỏ ngắn hết thì nó về cái vỏ dài, thế là mình lắp luôn cho cái vỏ dài. Đấy, tức là mình ráp xong hết bên trong rồi thì bắt đầu mình mới lắp vào vỏ ấy, thì lúc đó mới chọn vỏ. Thì nó bị hiện tượng như thế này. Nên là chứ không, nếu mà nó rộng sẵn như này thì mình đã lắp cái mạch nguồn chữ nhật rồi. Đấy, các bạn thấy là ở đây thì mình có sử dụng con biến áp xuyến này. Đây, soi cho anh em. Đấy, biến áp xuyến này thì các bạn thấy này, là biến áp xuyến quấn băng đen. Và các bạn thấy là mình có gắn luôn một cái đai chống từ vào đây. Cái đai chống từ này thực tế nó làm bằng tôn nhé các bạn nhé. Và được quấn băng dính, được hàm cuộn tròn lại. Nó là một cái miếng tôn thôi, được cuộn tròn lại và hàn lại, hàn đầu nó lại và được cố định vào đây. Đây các bạn thấy là có băng dính xốp này. Thực ra là mình để cố định nó vào cái biến áp này thôi, chứ không phải là cái nhiệm vụ gì cả. Đơn giản là cái băng dính xốp này chỉ để là kiếm cố định cái tôn từ này vào cái biến áp xuyến này. Thì bình thường ấy, các âm ly giá rẻ hay là các đẩy giá rẻ thì các bạn thấy không bao giờ nó cái biến áp xuyến mà xuất hiện cái tôn từ này cả. Bởi vì cái tôn từ này thì lắp vào nó sẽ giảm được cái hiện tượng sôi ù. Các bạn lưu ý là giảm, chứ nó không chấm dứt 100% nhé. Nhưng mà mình thấy giảm khá nhiều đấy. Thì mình đã lắp thêm cái này. Nên là cái băng dính này thì mình để cố định nó vào đây thôi. Đấy. Chứ nó không có liên quan gì đến cái việc mà phải băng bó gì cả nhé. Cái băng dính xốp này là để cố định cái sắt từ này vào cái này. Cho nó khi mà, nếu mà nhá, các bạn thấy là những cái âm ly bình thường nó không hề có băng dính xốp này đúng không ạ? Nhưng mà cái này chúng ta vận chuyển nó rất là xa. Đấy. Vào bên giao hàng có thể họ quăng ném các kiểu đấy. Thì mình rất là sợ là nó sẽ bị tung, nó bị văng, rồi nó bị sọc sạch đi, nên mới cố định nó vào. Đấy, và các bạn thấy là những cái rắc này này, bình thường ấy, các cái hãng âm ly mà giá rẻ, vì con này thì mình ráp nó cũng không giá cao, cũng không cao lắm đâu. Đấy, thì thường là những cái rắc này thường người ta không đổ keo luôn. Nhưng mà cái tất cả các mạch mình thì những cái rắc mà nó dễ bị tụt này thì mình đều đổ keo.
bởi vì là vận chuyển thì mình sẽ tung tiếp, còn nếu mà vận chuyển xe khách thì không đổ keo nó cũng không sao luôn nha các bạn nhé. Đây mình đổ keo hết rồi. Đợt này thì mình đổ bằng cái keo cao áp nha các bạn nhé. Cái keo cao áp này thì nó dai thì gọi là bá đạo luôn. Chắc là anh em nào mà bị dùng cái keo cao áp này thì biết là nó nhây đến nào rồi. Đấy. Đây nhá. Đấy. Cái keo cao áp này trừ khi các bạn lấy trực tiếp tay các bạn cậy ra thì nó mới ra thôi. Còn các bạn giật rắc ra không bao giờ ra được với keo cao áp này. Mà keo cao áp này nó nhây đến nỗi nó dán được cả trên thủy tinh. Đấy, trên cái chất lượng thủy tinh này, cái chất lượng cực kỳ khó dán. Và keo là phải là keo dẻo chứ không phải như keo 502 nhé các bạn nhé. Keo 502 mà dán vào đây thì nó gãy cổ dây hết. Nên là không thể sử dụng keo 502 được. Keo 502 hoặc là keo epoxy. Thì bởi vì những cái rắc này sau lại còn phải rút ra nữa, nên là chúng ta cần sử dụng những cái dạng rắc gì. Một là keo nến. Keo nến thì cái nhược điểm của nó là khi mà nó khô thì nó hay bị cứng lại, mà nó sẽ dễ bị bong trên bề mặt. Đấy. Còn cái keo ấy này, cái keo trắng trắng này. Đấy, cái keo này là keo chuyên dụng của cao áp. Thì nó rất là dai và cái độ dính của nó gì rất là khốn nạn. Các bạn nào mà dùng cái keo ao áp này rồi thì rửa tay thì nó rất là lâu đi vì nó rất là lì. Đấy, đây các cái chi tiết mình làm cho anh đây. Đấy, các bạn thấy là cái phần ra loa nhá, thì mình cũng đây kẹp cốt hết nhá, chứ cũng không phải là buộc dây vào hay là hàn ẩu vào đấy đâu, mà kẹp cốt rất là chắc. Đấy, mình kẹp cốt và xong mình hàn vào cốt, xong mình vặn ốc vào đấy rất là chắc luôn, giật cũng không thể nào mà ra được, rất cứng luôn. Đấy. Đỏ đen này, đấy, cả hai bên này như thế nhá. Quạt này. Mỗi bên cái quạt luôn. Còn lại thì chiều nay mình đánh nhạc bồn lây cả chiều thì đóng lắp lại thì nó rất là mát, nhôm này nó chỉ ấm ấm thôi. Mình đánh với cặp phun đôi phát 20 trong mọi video trước của mình thì chắc các bạn cũng không còn lạ gì nữa. Đấy. Nhà mình thì đang sửa lại cái kho nên là mới để một chút mà cái này nó hơi bụi rồi. Mới để từ chiều rồi mà hơi bụi rồi. Rồi, sạch ngay. Đó. Các bạn thấy đó. Nhưng tất cả những cái mạch trong này thì mình đều đã từng có video làm rồi. Đây. Mạch nguồn biến áp xuyến này. Đấy. Mạch công suất 16 sò san ken này. Đấy, cái sò các bạn lưu ý là cái sò này nhá. Thì hiện tại thì bên mình không có nhận giáp sò cũ nữa, bởi vì cái sò cũ này lý do nó vẫn còn xuất hiện đây là bởi vì là vừa xong mình đã nói rồi là mình nhận lại cái mạch của anh ấy từ năm 2018. Đấy, thì mình tận dụng cái sò đó và mình gắn vào đây theo các yêu cầu của anh ấy cho nó rẻ. Chứ còn bình thường thì bây giờ mình không có giáp sò cũ nữa. Đấy. Nên là tại sao lại có xuất hiện cả cái ông Elna ở đây. Đây là ông Elna 15.000mi 100V. Tụ này bây giờ mình đã ngừng bán rồi. Và tụ này bán cho anh từ năm 2018. Đến nay nó vẫn sống. Đấy. Thì trước đây á thì mình bán cái tụ này. Thì nhiều anh em là xài thì có thể là điện áp nó lên điện áp gia đình chúng ta nó lên cao quá, nó bị phù đít nên một thời gian thì mình không bán nữa. Nhưng mà rất là nhiều khách hàng đây, như kiểu anh này thì anh ý chạy cái bốn cái tụ này. Đấy. Thì từ 2018 đến nay là 2022 rồi. Nó vẫn bình thường các bạn nhé. Và bây giờ lắp nó vẫn chạy bình thường. Đấy. Thì đây là của anh khách hàng Phạm Trung Ánh. Nếu các bạn vào kênh Điện tử Tuyên Quang thì các bạn có thể lục lại video. Coi hình như mình nhớ không nhầm là có cả video từ năm 2018 của anh này. Mấy cái bộ mà có cái tụ, có cái cặp sò, có cái sò săn ken thả máy này. Với cái tụ era vàng này. Mình cũng không nhớ là nó ở cái bộ nào nữa. Vì lâu quá rồi. Nhưng mà ở bộ đó thì nó có sử dụng cái mạch nguồn màu trắng hình chữ nhật. Mạch san ken màu trắng nhá, các bạn có thể xem lại. Đấy. Nội thất thì nó như vậy. Còn bây giờ thì chúng ta xem đằng sau. Thì thực ra đằng sau thì con này nó cũng chỉ như một con âm ly bình thường thôi. Vì con này là đẩy nhưng mà nó thuộc dạng vỏ âm ly. Thì nếu mà theo kiểu này thì nó sẽ rẻ hơn là vỏ đẩy bình thường nhá, nhá. Vỏ đẩy bình thường ấy thì nó sẽ cao hơn con này khoảng 300.000. Cao hơn cái vỏ này khoảng 300 nhá. Nếu mà vỏ đẩy 3U nó còn cao hơn con này khoảng gần 400. Đấy các bạn chú ý. Nên tại sao lại bảo là không ráp đẩy thì ráp vỏ đẩy luôn. Thì vỏ đẩy nó đắt hơn. Nên là khách hàng họ cũng không yêu cầu gì gọi là quá ghê gớm ấy. Mà chất âm nó tốt. Thì mình thấy các bạn, mình thấy là lắp như thế này nó cũng quá là ok rồi. Đây. Thì anh khách hàng lưu ý là cái chỗ này thì chúng ta chỉ sử dụng được mà được Musica thôi nhé. Bởi vì sao? Cái đẩy ấy, nó không có cái nút chỉnh AB. Đấy. Nên là cùng một thời điểm nó chỉ có hai cái rắc duy nhất nó được hoạt động thôi. Nên là chúng ta sẽ cắm vào Music A cho nó dễ nhá. Mình đã set up là để chạy Music A rồi. Music B thì không có cái gì đâu.
Còn cái này mic out thì cái này nó có mic đâu mà out. Còn light out thì mình hỏi là anh khách hàng có cần làm không, thì anh bảo là có vang số rồi, thì đương nhiên là vang số thì đừng súp siếc thì chúng ta sẽ out từ vang. Nên là light, phần light out này mình cũng không làm luôn. Đấy. Đấy, chúng ta chỉ phải cắm điện ở đây này. Rồi kẹp loa vào đây thôi. Cọc đồng này thì bây giờ rất là nhiều âm ly đắt họ vẫn đang sử dụng nhá. Thì mình đang sử dụng một con main Panamax, mua công suất cũng không lớn đâu, nhưng mà giá nó cũng khoảng 7 triệu một cái, thì nó cũng sử dụng con cọc này thôi, chứ nó cũng không có sử dụng jack ấy, jack neo trích. Và cái kết nối của con jack này nhá, mà các bạn dùng mà tức là kiểu không phá nhá, con jack này cực kỳ bền luôn, chứ nó cũng không phải là dễ hỏng đâu. Chỉ có cái con jack cùi bắp mà kẹp kẹp dây ấy nó mới dễ hỏng thôi, còn cái loại chốt vặn ốc mạ vàng này thì cũng rất là bền nhé các bạn nhé. Cái mạch tín hiệu xử lý tín hiệu vào thì là vẫn là sử dụng của cái vỏ này thôi. Cái vỏ này thì chắc nhiều anh em đã biết rồi. Đây, cái vỏ này là của SVA, nên là cái mạch xử lý tín hiệu này đằng trước thì cũng của SVA thôi. Đấy. Cái bo AV này, cái bo AV này thì mình có độ lại rồi nhá. Đây, bo AV này thì bình thường ấy là con này thì có thể gắn Bluetooth được, nhưng tuy nhiên thì mình gắn con này mình đã độ lại luôn trên bo AV rồi, thì cái đường ra của cái phần nguồn cấp cho Bluetooth mình độ luôn để cho chạy quạt rồi. Thì như thế này ấy, thì cái nguồn 12V vào nó sẽ ổn áp luôn ở đầu ra là 12V, chứ nó không bị dâng lên 17V nếu mà nhưng mà chúng ta không độ lại. Vì con này nó không Bluetooth nên là mình bỏ qua. Đây, các bạn thấy là trong trường hợp này các bạn thấy này, cái phần jack nguồn này, bình thường ấy thì mình khuyên các bạn là chúng ta nên hàn thẳng vào, hoặc là chúng ta sẽ sử dụng những cái ví dụ như kiểu là cái cốt cắm 6.3 ấy, nó sẽ chắc hơn là những cái chốt vặn ốc này hoặc là những cái jack ấy. Nhưng mà cái này ấy thì mình đã sử dụng cách là mình hàn thiếc đập bẹt con chân và dây này này và mình sẽ kẹp vào, giờ cực kỳ chắc luôn nha các bạn nhé. Cái này các bạn giật thì nó chỉ có tung mạch luôn, chứ không có chuyện tụt cái dây này ra đâu. Vận chuyển bao tải ra luôn. Đây, dây dợ thì mình cũng chỉ bó trương trương như này thôi. Là các bạn nhìn thấy là thoải mái, là thoáng mát rồi. Đây, dây đường 50V này. Dây đường 15V đùi xứng này. 12V này. 12V này cấp cho quả này. Dây màu đen này. Còn chia sẻ luôn về cái cách fit ù thì mình cũng từng làm các video về fit ù rồi, thì con này vẫn làm y như vậy thôi. Đấy, thì chúng ta vẫn chỉ là con này thì nguồn này nó cách lây mát cái đường 15V và cái đường nguồn chính rồi. Nên là chúng ta chỉ cần cắt mát một bên thôi. Đây, thì mình có cắt mát cái bên này nhá. Đấy, không các bạn lại hỏi thắc mắc về cái phần đi cắt mát. Đây, mình có bỏ cái dây mát ở cái kênh bên này rồi. Còn dây bên này là giữ nguyên mát này. Đấy, còn tín hiệu vào thì chúng ta sẽ cấp dây đủ luôn, chúng ta không có cắt mát gì nữa nhé. Trên cái mạch nguồn này thì đây các bạn chú ý này, trên cái mạch nguồn này thì các bạn thấy là toàn trở 2 ohm thôi. Đấy, cái mạch nguồn cơ bản thì con này toàn trở 22k nhé, nhưng mà mình phải độ lại thành 2 ohm bởi vì là sử dụng cho cái mạch đằng trước này này. Đấy, mạch đằng trước này thì nó đã có rất là nhiều điện trở rồi, nếu mà chúng ta sử dụng luôn trở 22k ở trên mạch nguồn ấy thì các bạn gắn vào đây nó không thể sáng nổi đèn đâu, vì trên cái mạch xử lý tín hiệu ở trên cái phần nút chỉnh này này, đấy, nó đã có rất là nhiều điện trở 22k với 10k nó cạn dòng rồi, nên là chúng ta phải nối tắt ở trên cái phần tín hiệu đầu ra của cái phần đèn báo của cái băng nguồn này. Chứ nếu mà các bạn sử dụng luôn thẳng ra thì nó sẽ bị cái hiện tượng là đèn nó không sáng nổi, vì điện trở nó cao quá, lúc đó nó cộng dồn vào khoảng 33k và khoảng 40 mấy k đấy. Thì với cái đấy thì nó chúng ta gần như phải vặn mắc đèn nó mới sáng nổi. Hôm nào rảnh thì mình sẽ làm một cái video về cái cách đấu cái mạch mạch này, mạch xử lý tín hiệu này. Đấy, cho các bạn xem về cái gắn khớp với cái bong nguồn này làm sao mà để nó nháy được như cái video của mình. Đấy, cái này là nó hoạt động gọi là hoàn chỉnh luôn nhé các bạn nhé. Đấy, cái đèn là clip này, đèn signal này, đèn RGB là đèn bóng nguồn này, và đèn Protect này thì là cái đèn báo giơ le này, đấy, nó hoạt động mọi thứ là ổn định luôn. Đây, mình bật cho các bạn xem nhé.
là cái đèn Protect các thứ này là nó hoạt động bình thường, chứ nó không hề bị cái hiện tượng hoạt động sai gì cả. Mặc dù cái mạch đèn báo này ấy, thì nếu mà gắn cho cái kiểu như kiểu mình mà không chỉnh điện trở thì nó sẽ bị cái hiện tượng là đèn nó có thể không sáng, hoạt động sai thôi. Đây, đèn Protect sáng nhá. Vì cái đèn đóng nguồn nó là có loại led xanh dương này nó sáng quá. Cái đèn led đục này, led xanh lá này thì nó lại hơi tối, nên là chúng ta có thể nhìn nó không rõ lắm. Đấy, về thì anh khách hàng sẽ xem trực tiếp sau. Gió nó thổi rất là gớm. Rồi, anh khách hàng chú ý hộ em là con này chỉ cổng music A nhé. Cổng music A là nó chạy được thôi, còn cổng music B cắm vào không có tiếng đâu. Nên là chúng ta nhớ cắm jack AV vào thì cắm hộ mình là cổng music A. Đấy, đây nhá. Nhớ là cắm jack này, cắm vào music A thôi. Đây. Music A cổng này thôi nhá. Đấy. Rồi, như vậy là nó sẽ hoạt động bình thường. Còn cái chỗ này thì kẹp loa ra này thì chả phải là anh em vọc chế gì. Người dân bình thường người ta có âm ly, có loa đài, người ta cũng biết đấu rồi thì chả có gì cả. Con này giờ về thì hoạt động như một con cục đẩy bình thường thôi. Hai lúc vò tổng. Cái này các bạn thấy là mình vặn chỉ có khoảng lên đến nhích một tí thôi. Tiếng rất là to rồi, bởi vì cái mạch chỉnh đằng trước này này, nó có hệ số khuếch đại rất là lớn. Thì mình theo mình tính toán thì nó phải hơn cái hệ số khuếch đại cái mạch xử lý tín hiệu ban đầu vào này của nó phải lớn hơn các cái cục đẩy thông thường ít nhất là gấp đôi. Bởi vì mình các cục đẩy thông thường ấy mà mình nhích như một tí như vậy mà không có mixer mixer gì, nó không kêu to như vậy đâu. Nhưng lúc nãy thì mình thử được cái mạch USB của mình ra và chạy chế độ Bluetooth thì chế độ này bé đúng như cái khi các bạn cắm cái USB Bluetooth vào ấy, vào các cái cục đẩy hoặc cắm vào âm ly nó rất là bé. Mà qua cái con này không hề xử lý qua một cái vang số vang sao gì mà tiếng nó to dã man như vậy. Nếu mà mình bật đến cái mức khoảng là khoảng hướng -15 này này, đấy tức là khoảng 25% thì chắc chắn là hàng xóm nó sang chửi ngay, vì bây giờ này nó muộn rồi mà bật to khủng khiếp như thế. Đấy, nên là bình thường nếu anh khách hàng về thì sử dụng có vang số thì mình nghĩ là chỉ vặn đến cái mức khoảng 30% hoặc tối đa là đến 50% là sử dụng rất thoải mái rồi, chứ không có chuyện cần phải mắc volume gì cả. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã quan tâm video của mình. Nếu mà anh em nào có nhu cầu đặt ráp cái cục đẩy dạng như này thì có thể liên hệ với bên mình theo thông tin ở trên màn hình nhé. Giá của con sao này ấy, thì mình sẽ tư vấn trực tiếp cho anh em, bởi vì cái con này thì mình có tận dụng cả sò, cả tụ của anh khách hàng rồi. Nó không phải là một cái con linh kiện hoàn toàn của bên mình, nên là mình sẽ không thể báo giá trong video này được. Còn nếu mà anh em nào có nhu cầu cần tư vấn, cần báo giá thì liên hệ trên Zalo của mình nhé. Mình có đề nghị trên màn hình rồi, thì mình sẽ báo giá cho anh em chi tiết. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm video của mình. Xin chào và gặp lại bạn trong các video tiếp theo.